Để mẹ bớt cảm thấy cô đơn, anh Tuấn Nhật Minh thường xuyên đưa mẹ ra ngoài cho quây quả. Đôi khi chỉ là chăm sóc một vài cây hoa, đi dạo ngắm phố phường, cùng con trai tâm sự chuyện đời chuyện người, cũng khiến người mẹ cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh hơn. Mẹ là người đã hy sinh cả một đời nuôi con khôn lớn. Trong lúc sự nghiệp lên cao, anh lại lựa chọn con đường hoạt động tự do, chủ động về thời gian để chăm lo cho người mẹ năm nay đã 86 tuổi. Trên trang cá nhân của mình, anh cũng thường xuyên chia sẻ những clip và hình ảnh, ghi lại những sinh hoạt bình dị với mẹ, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và chú ý của bạn bè cùng khán giả trên các trang mạng xã hội. Tình cảm dành cho người thân yêu không cần phải là điều gì đó quá lớn lao. Thông qua lời ca tiếng hát, anh đã gửi gắm tình cảm tới mẹ một cách đặc biệt và chân thành. Đều đặn hàng ngày, ca sĩ Tuấn Nhật Minh lại cùng mẹ niệm Phật từ sáng sớm, cầu nguyện những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù bận rộn với công việc ca sĩ MC, thế nhưng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên cạnh và phụng dưỡng, giúp mẹ an vui tuổi xế chiều. Rửa chân cho mẹ, điều chỉ thường thấy như một nghi thức trong dịp Vu Lan được anh duy trì hàng ngày với mẹ. Từng nếp nhăn, từng vết chân chim như chất chứa bao nỗi cơ cực một đời mẹ hy sinh vì gia đình con cái. Chả đi đâu cả, bỏ hết công việc, vợ con nó không lấy, thế là ở nhà với mẹ. Mẹ về quê, ông đi về quê. Một nam ca sĩ, MC đã dành cả thanh xuân sẵn sàng gác lại sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao nhất để bên mẹ. Ca sĩ Tuấn Nhật Minh được rất là nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như là khán giả biết đến là một người con vô cùng tình cảm với mẹ. Và thực tế thì như em Thanh Vân được biết là ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp thì anh đã sẵn sàng gác lại công việc để dành cả thanh xuân dành cho mẹ mình. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý khán giả về quãng thời gian đó như thế nào, nó có những cái khó khăn gì và anh đã phải vượt qua ra sao ạ? Anh lớn thì bố mẹ đã già, cho nên là khi mà cái sự nghiệp của mình bắt đầu cần phải tỏa sáng thì lúc đó anh phải lựa chọn giữa hai cái, là một là mình phải sống chết với nghề, hai là cha mẹ. Thì ví dụ như là ngày xưa thì có những cơ hội trong Sài Gòn ấy thì anh không thể đi được bởi vì còn cha mẹ ra già lại còn bệnh tật nữa, cho nên anh quyết định là mình sẽ phải hoạt động, nó là dạng là cầm chừng ấy, và để mình có nhiều thời gian để chăm sóc cha mẹ. Đưa bố đi bất cứ lên đâu thì thực sự là bố anh không thể lên máy bay được. Mẹ còn bảo là con ăn trước đi, tại vì mẹ ăn bị rơi ấy. Mẹ sợ là mình nhìn thấy, ví dụ mà mình lại thế nọ kia hay là mệt. Thế là tự nhiên mình đều biết ý là nếu mà mẹ đã nói thế thì mình thôi đi vào trong để cho mẹ ăn một mình, nhưng mà mình vẫn theo dõi xem là mẹ như thế nào. Tại vì từ lúc khỏe ra đến lúc yếu đi là ăn thường bị vãi ra ấy. Mẹ không làm chủ được. Cá nhân tôi sẽ không chọn con đường là thuê ô xin, và trực tiếp tôi sẽ là người chăm sóc cho cha cho mẹ. Tự nhiên mình phải lựa chọn, bởi vì là giữa bố mẹ, tại vì là ngày trước cái tự nhiên mình là người đẻ thêm mà. Nó là vỡ kế hoạch. Thế đến khi mà đẻ tự nhiên mình ra thì rõ ràng là khi mà Tuấn Nhật Minh trưởng thành ấy thì là bố mẹ già rồi. Cho nên là các cái cơ hội dành cho Tuấn Nhật Minh dường như là, nếu mà nói từ chối thì nó hơi kiêu căng, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đi chợ thì không phải là để mua thức ăn, bởi vì có những lúc thì anh chị gửi đồ ăn thì mình không phải đi mua thức ăn, nhưng mà sáng nào cũng phải đi ra ngoài, tại vì là phải đi mua đồ ăn sáng cho mẹ để mẹ uống thuốc. Tôi là hàng xóm của Tuấn Nhật Minh ấy, thì tôi ở đây tôi cảm thấy Tuấn Nhật Minh rất là nhiệt tình, chăm sóc mẹ chú đáo ấy. Thường thường buổi sáng là chú Tuấn Nhật Minh là hay, tức là đưa cụ đi ra dạo này, thí dụ tập thể dục này. Sau đó chú đi mua quà sáng cho mẹ ăn. Sau đó từ chú ở nhà chăm sóc chú đáo này, nhiệt tình. Nói chung là tôi thấy chú cảm thấy là chú là con người rất hiếu thảo. Sống với mẹ rất là chan hòa, mà không phải sống với mẹ mà sống cả với anh em trong gia đình. 7 anh em bao nhiêu cháu, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thấy một tiếng to nhỏ trong nhà đình. Đấy là một cái đáng học tập. Cái thứ hai nữa là hàng ngày thì 30 ngày thì quét sân, quét cổng 30 ngày.
thì tôi thấy là anh Tuấn rất là sống là rất là có tâm có đức và có hiếu thảo với mẹ. Thế hàng ngày chăm mẹ từ miếng ăn giấc ngủ, rồi là đưa mẹ đi chùa đi chiền hoặc là những cái gì mà mẹ thích thì là rất là chiều mẹ để đưa đi. Thế rồi cũng anh ấy rất là sống chan hòa với hàng xóm láng giềng và rất là nhiệt tình. Về cháu Tuấn Nhật Minh thì tôi cũng nói thật rằng tôi chưa từng thấy có một em nào mà như Tuấn Nhật Minh. Coi như cả một cuộc đời thanh xuân chỉ dành hết cho mẹ. Mặc dầu là Tuấn Nhật Minh rất là ngoan, đi các nơi đi hát, đi hò, đi này, đi khác, tất tần tật mọi nơi, tranh thủ đủ mọi điều để xong xuôi lại nhanh chấp về đến nhà để gọi là trông nom cho mẹ. Vì mẹ già rồi, mẹ thì hơn tôi mấy tuổi thôi, mẹ năm nay là đã 86, 87 rồi, cũng rất là yếu, thế mà cũng ốm đau nhiều hơn. Chứ không như tôi thì khỏe mạnh, nhưng mà mẹ Tuấn Nhật Minh thì rất là yếu. Thế nên Tuấn Nhật Minh là đứa cơ quan rất là ngoan, rất hiếu thảo. Tôi chưa từng thấy có một em nào mà lại là nam giới mà không còn thiếu một cái việc gì của nữ giới để mà trông lo mẹ. Thế cho nên tôi thấy rằng hiếm mới có một người như Tuấn Nhật Minh dám hy sinh cả cuộc đời của mình, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để mà cống hiến tất cả để tận tụ với mẹ. Nhất là bên trước là hai con bố, sau bây giờ là còn mẹ. Thì cả bố lẫn mẹ đều là những người bố. Thì cái thời gian mà bị một cái bệnh là chẳng may bị hỏng mắt. Thế cho nên là đi lại và cái cả để rất là khó khăn. Thế tôi thì tôi biết Tuấn Nhật Minh vì Tuấn Nhật Minh với lại tôi là hai cô cháu cũng đã từng quen cùng quê hương và cũng đã từng đi diễn với nhau rất là nhiều. Và cô cháu với nhau ở với nhau cũng rất là lâu. Cho nên chính vì thế tôi mới thấy rằng Tuấn Nhật Minh là một em rất cực ngoan. Mà tôi cảm thấy rằng Việt Nam hiếm có người như Tuấn Nhật Minh. Và ở đây thì anh Thư thấy rằng là có vẻ như cụm từ là tỏa sáng từ những điều giản dị rất là phù hợp với Tuấn Nhật Minh.